đây là đường ống Bích Kim, thuộc phường 10, quận 11. Đây là đường ống Bích Kim, thuộc phường 10, quận 11.
bên tay tay trái mình nó là trục phường 9 quận Tân Bình, phía bên tay phải là trục phường 15 quận 11. Đường nhà với đường nhỏ là đường giáp ranh giữa hai phường, phường 9 quận Tân Bình và phường 15 quận 11. Yeah.